Ủa em cho anh hỏi ở đâu bán gạo vậy? Sách là Đà Nẵng. Ồ, ok, cảm ơn em. Dạ, kính chào quý vị các bạn. Nay là ngày 28 tháng 11 năm 2020, trưa thứ Bảy. Bây giờ là 12 giờ hơn thì mình đang có mặt tại chợ Cái Khế ở đường Trần Văn Khéo. Mình đang đi tìm chỗ mua gạo. Đây là một phần của hành trình show diễn cuộc đời, thực tập đầu tiên. Bây giờ mình mua gạo đó, chút xíu mình vô mình thăm nhà của chú Hai Liêm nha. Dạ, chào chị. Ủa đâu bán gạo vậy chị? Chị biết ở đâu không? Dạ dạ. Ồ đây 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 đây. Ra mình đi, tại sáng nay đi vội quá nên quên mang gạo ông màu. Nước mắm thì có mà thiếu gạo. Này gạo thơm Hương Lài hả cô? Nó thơm Hương Lài. Dạ. Gạo thơm Hương Lài này nhiêu túi vậy cô? 18. Dạ. 18 kg hả? À. Dạ. Này nhiêu ký? 10 kg. Này 10 kg hả? Dạ. Gạo thơm Hương Lài 18. Ủa gạo này có loại 16 nữa nè. Gạo nào ngon nhất? Cái đó thì ngon rồi. Cái đó ngon. Nhất 25. Ngon nhất là 25 hả? Dạ. Đây. 25 là ST 25 luôn hả? Rồi. ST con đây ngon. Ồ đây gạo thơm. Cái này thì ngon lắm. Ồ nhưng mà này đã phải ST 25 đúng không cô? Không phải ST 25. Cái này là gạo này nè. ST 25 rồi chắc mắc nữa. Đang mấy. À thơm Thái mới. Ồ. Đây cho con vô. Ôi cái hạt gạo này, gạo keo nó gạo dài dài trong lắm. Trong veo à, trong vắt cái luôn. Đây là gạo thơm của Thái hả cô? Ừ. 25.000 ở. Chắc mình nghĩ là xưa chắc là trước giờ là có khi chú riêng với chú Hai, chắc chú Hai chưa bao giờ được ăn cái loại gạo ngon gì đâu, thật sự luôn á. Rồi để vô. Cô hôm nay nhiêu tuổi cô? Cô hả? Dạ. 69. Cô 69. Trời. Cô tên gì? Cô thứ mấy? Cô thứ hai. Rồi để vô sẵn giới thiệu gạo của cô luôn đi. Giới thiệu cho bà con cô. quay gạo của cô Hai gì cô? Hai Phước. Cô Hai Phước. Dạ, ở ngay chợ Cái Khế là có một cái có rất nhiều quầy bán gạo, nhưng mà mình có duyên nên mình ghé vô thăm quầy cô Hai Phước. Thấy cô Hai Phước rất là vui vẻ. Năm nay cô Hai Phước 69 tuổi rồi, cũng 70, cũng ngang cái lứa với lại chú Hai ha. Rồi đây mình xin giờ dành ít phút để giới thiệu về hạt gạo của đây. Đây gạo thơm Thái mới. Ồ cái hạt gạo này bà con thấy không, nó trong mà nó hạt nó dài, nó dẻo không cô? Dẻo không biết thơm không ta? Thơm chắc thơm. Phải nấu mới biết á. Ở đây cô bán, cô Hai bán đủ thứ luôn. Ủa không phải cô Hai, cô gì ta? Cô Hai luôn hả? Cô Hai luôn. Cô Hai gặp chú Hai luôn. Mua gạo của cô Hai đó đem ăn thôi. Rồi ở đây gạo thơm dẻo, gạo này 14.000. Rồi này gạo thơm Thái Lài Miên hả cô? Ủa Lài Miên là của người Cam á hả? Bình Miên á. Cái gạo này nó ăn sao cô? Cũng dẻo thơm. Nhưng mà nó rẻ, nó vẫn rẻ hơn gạo 25.000. Thua lô này. Thua lô này. Còn gạo nếp nếp bao, à nếp cái đó trên đó là nếp. Đó là nếp bao, nếp lá. Nếp bắp. Đó, giờ quý vị các bạn có thể nhìn thấy ha, đây gạo thơm Thái mới là 25.000, gạo thơm dẻo, gạo thơm cũ. Cái hạt nó đục hơi đục đục. Gạo thơm cũ là 13.000. Rồi đây mình khoái đi mua gạo mà vậy nè, còn giờ vô mấy cái túi này nhìn không thích nữa. Đó, đây gạo một bụi 13.000. Gạo nàng hoa 13.000, gạo bóng củ, gạo hàm châu 13, nàng thơm giờ đào. Ôi có nàng thơm giờ đào đúng không cô? Giờ đào ở đây đúng, giờ đào của nó Long An đó. Giờ đào Long An mới ngon đúng không? Dạ. Long An mới ngon. Giờ đào Long An. Hình như không có. Giờ như hết luôn rồi. Không có. Gạo thơm Mỹ mới, gạo hàm châu rồi không? Rồi. Rồi đó quý vị các bạn có thể thấy ở đây là gạo nàng thơm chà đào 15.000, gạo thơm chà Mỹ mới, Mỹ cũ 14, thơm Long An 14. Rồi. Vậy thôi chắc lấy thơm Thái mới đi cô. Chú lấy loại đó đi nó ngon. Dạ lấy luôn loại mới đi. Coi như là chơi loại xịn nhất của quầy của cô
Cô hai gì cô nãy cô nói hai gì? Cô hai Phước đó. Thôi lấy con luôn 20 ký luôn đi. 20 dạ. Trời ơi, cầm hạt lúa lên thấy thích dễ sợ. Hạt lúa này mập ù à. Cái này lúa Nhật. Lúa Nhật hả cô? Ừ, nó tròn. Ồ, lúa Nhật nó tròn, nó mập, lùn giống mình nè. Trời ơi, quay mấy cái cảnh này là hơi bị đẹp nha. Sang né lên chút cho ngày nó chụp ảnh tấm. Trời, cái này nãy quên đeo khăn rằn, nó không rằn đẹp nữa. Dạ, cô lấy con. Ồ, hai bịch luôn hả cô? À. Rồi, hai bịch 20. 20 ký là tổng cộng 500 hả cô? 500. Dạ. Rồi, quý bà con cô bác nào ở ở Cần Thơ, ở gần chợ Cái Khế thì hoặc là có đi đâu có công chuyện gì ra ghé ra ủng hộ cho cô Hai Phước nha. Rồi. Thành phố hả? Dạ, con thành phố. Dạ. Quận mấy chú? Dạ, con ở trên, con ở tùm lum quận đó. Vậy hả? Dạ. À. Có khi quận 7, có khi quận Bình Thạnh. Cô hai bán đây lâu chưa? Bán năm 2002. 2002. Ừ. Dạ. Đây là 18 năm. 18 năm bán ở đây hả? Ừ. Nhưng mà chị chắc không phải người quê đây đúng không? Bình Định. Đó, em nghe giọng nghe giọng biết Bình Định rồi. Ô, rồi sao lưu lạc ở đây vậy chị? Từ giờ trong này có ông cậu á. Dạ. Có ông cậu ở trong này trước. À. Rồi cái năm 75 á về vô rồi. Dạ. Năm 75 vô đây ở rồi cái ổng nói thôi đi về lại Quy Nhơn. Chứ bỏ cha bỏ mẹ ổng không chịu. À. Cái về lại cái năm 83 mới vô. À. Vậy là lúc chị vô đây lần đầu tiên năm là 75. Ừ, 75 mới đi về lại Quy Nhơn. Ồ, vậy là 40 mấy năm rồi, 40 bao năm. Quy Nhơn. Lúc đó chị cũng mới 20 với mấy, 20 mấy. Không, lúc chị vô trong này thì 33 tuổi. 33 tuổi. Ồ. Rồi xong là cái gắn bó với vùng đất này luôn. Quê Bình Định. Bình Định, Quy Nhơn, Bình Định. Bình Định, Quy Nhơn á. Quê của Hằng Mặc Tử phải không chị? À, quê Quy Nhơn. Quê Quy Nhơn luôn đó. Xong rồi vô đây gắn bó rồi. Xong rồi chị lấy chồng đây luôn. À, có chồng ngoài đó. Chồng ngoài đó. Cùng quê. Rồi xong rồi ổng có vô đây không? Ổng vô luôn. À, nhưng mà sinh con đẻ cái ra đây. Sinh ở đây. Rồi con cái, chị được mấy cháu? Tất cả 7 cháu. 7 cháu? Chị được 7 cháu hả? Rồi, 7 cháu, không mà không có nào phụ chị bán gạo nữa hả? Nó đi làm hết rồi. Ồ. Rồi, 2 túi. Túi 2 túi túi 10 ký. Dạ thôi. Dạ thôi chúc chị mua may mua may bán đất nha. Nha. Dạ, chúc chị hai mua may bán đất dạ. Rồi. Rồi các bạn nào ở quê ở Quy Nhơn, Bình Định mà sinh sống tại thì Cần Thơ lại càng có lý do để ra đây nha. Chợ Cái Khế. Dạ rồi, cảm ơn chị. Cầm chú cái micro coi. Thử sách thử hai túi này đi nổi không nha. Dạ, thôi em chào chị. Dạ. Thanh Hằng hả? Dạ đang liên hệ á. Dạ. Dạ dạ chị Thanh Hằng á. Dạ. Dạ dạ dạ. Cái đó là chú khác. Cái này nó không có nặng nhưng mà cầm nó hơi đau tay. Cho nên mình để xuống thôi chứ không gì chân á. À. Trời ơi, đồng chí Vượng đâu đậu, ông đậu chi xa dữ trời. Ôi chào em nha. Ủa bán gì vậy? Dạ em bán cải muối vậy đi. Trời cải muối hả? Ngon vậy. Kêu ông đánh cái xe qua đây mạnh cái đi. Hôm nay anh điện quay ở Cần Thơ hả? Ừ, ngày mai anh xuống anh quay với chú đờn thao á. Nhiều lắm á. Đầu tay quá nè. Đỏ lòm luôn nè bà con. Vậy hả? Dạ. Nhà em làm cái này hả? Dạ em lấy của vừa em bỏ lại kiếm sống qua ngày vậy. Dạ. Sẵn đây xin phép anh Điền em chụp với anh một kiểu hình nha. Rồi chơi luôn. Dạ. Ồ gạo này là nãy nói gạo thơm gì quên rồi. Gạo dạ. Gạo thơm gì mà 25.000 không biết gạo thơm gì quên mất tiêu. Ồ. Đâu mất tiêu rồi. Ở đâu mất tiêu rồi. Để em mở lại. Gặp em tên gì? Ha. Em tên hả? Em tên Tí. Hôm nay gặp hai đồ ngoài cung quá. Rồi Tí chụp với tay ông tắm đi. Sao kỳ quá, chắc máy em chắc, chắc. Chắc máy nó không chịu em nó không chịu anh thì sao? Chụp cho em. Rồi ok. Nha, 1 2 3. Hào coi cái gạo thơm nãy tên gì em quên sợ chú quên tên quá.
Chắc nãy có quay trên máy đúng không? À, hôm nay anh Điền xuống đây quay tiếng rau hay là gì anh Điền, hay là làm không, chương trình khác? Tiếng rau hết rồi. Hết rồi. Giờ quay chương trình show diễn cuộc đời. Là coi như là một những người hát rong á. Có một cái chú trong ngoài quay chú Hai Liêm. Chú Hai Liêm là chú đờn thao trên đi tập theo kiểu kiểu giống như tiếng rau hay là đúng rồi, nó... cái kiểu giống giống nhưng mà nó là biểu diễn. Dạ, chú dạ. Này đờn cái đờn thao ở trên phà Cồn Khương á. Dạ dạ dạ. Bây giờ anh tổ chức cho chú thì một nói cái chung chương trình. Hôm nay gặp anh ở đây cũng chúc anh nhiều sức khỏe cũng như công ty Điền Quân phát triển thật mạnh để anh đi ở ngoài giúp đỡ cho nhiều cái bà con có hoàn cảnh khó khăn cũng như đúng là rồi. Nhiều cái nghề mua bán hàng rong mà nó đang bị mai một bây giờ đó. Trời ơi, cảm ơn anh. Xin chào. Rồi, cảm ơn em và em ra nhiều nha. Thôi. Rồi công việc tốt nha. Dạ, ok rồi anh đi đây. À đây quý vị các bạn, người miền Tây dễ thương vô cùng. Rồi. Đây cầm nhỏ đỡ giùm chút bác. Đây. Rồi, hôm nay là giờ đợt này là chú Hai vớt cho chú Hai 20 kg mà chỉ sợ là chú Hai không có để dành cho ai ăn, chú Hai đi sang tay lại. Chú Hai đi đổi. Tại vì 1 kg gạo này 25.000 là nãy có những cái loại gạo mà có 12.000, 13.000 à. Thôi thì cũng mong là chú coi như là đợt này 20 kg gạo này là chú có sang được một bữa cơm ngon, gạo ngon nhất ở chỗ của chị Hai Phước. Mình đang có mặt tại Cái Khế, tại chợ trước cổng chợ Cái Khế Cần Thơ. Không biết sao cái duyên đưa mình về Cần Thơ làm nhiều tập ở đây ghê luôn á. Tiếng rau cũng làm 3 tập ở đây. Còn khởi đầu cái chương trình mà show diễn cuộc đời này thì coi như mình sẽ làm tập đầu tiên với chú Hai Liêm và tập thứ hai dự kiến là sẽ làm với chú Thanh Điền cũng Cần Thơ luôn. Lạ thiệt luôn. Có duyên với Cần Thơ thì sao á? Chắc phải ngày này chắc phải về đây mua nhà ở quá. Rồi xây dựng thêm một cơ sở nữa quá. Chào tạm biệt quý vị các bạn. Mọi người nhớ ủng hộ nha. Bây giờ mà cả đoàn mình sẽ đi di chuyển vô nhà chú Hai Liêm. Mình cũng chưa biết nhà chú như thế nào nữa. Nghe nói nhà chú cách ở đây tới 20 cây lận. Nhưng mà phải vô tới nhà chú để thăm hỏi coi xem gia đình chú như thế nào. Chào tạm biệt quý khán giả nha. À mọi người đừng quên ngày mai show diễn tuần sau vào lúc tối chủ nhật, vào lúc 19 giờ tối chủ nhật tuần sau, ngày 6 tháng 12 năm 2020. Chương trình show diễn cuộc đời tập đầu tiên sẽ được ghi hình tại cái địa điểm là ngay bến phà Cồn Khương trên cái tàu du lịch của Vạn Phát Riverside. Cảm ơn Vạn Phát Riverside đã giúp đỡ cho Coleman cùng với ekip sáng tạo nội dung của mình thực hiện cái chương trình show diễn tiếng rao tại Cần Thơ tập đầu tiên. Mọi người xin được cảm ơn Vạn Phát Riverside. Hả? Tại chương trình show diễn tiếng rao. À quên lộn, show diễn cuộc đời. Tại thấy cái bản tiếng rao. liệu. Rồi một lần nữa xin được cảm ơn Vạn Phát Riverside đã hỗ trợ cho mình, hỗ trợ cho đoàn mình vừa lưu trú rồi vừa luôn cả cái bối cảnh một cái chiếc tàu du lịch mà chúng ta thấy hay đầu ở Vạn Phát. Sẽ có 100 vé được phát ra, kính thưa quý vị các bạn, sẽ có 100 vé. Mình sẽ gửi 100 vé mời cho một số các khán giả mà theo dõi kênh và có điều kiện ở tại Cần Thơ, có mà ở tại địa phương Cần Thơ có điều kiện để đến tham gia cái chương trình sắp tới. Đó. Mọi chi tiết thì bà con có thể theo dõi fanpage và đặt cái form đăng ký, cũng như là có thể gọi điện thoại cho Nga Xoài Chua để đăng ký tham gia, để đăng ký để xem cái chương trình biểu diễn của chú Hai Liêm đàn thâu. Và cũng mong rằng là đây là cái show diễn mà có thể nói là đầu tiên và cũng là mình nghĩ là một cái show diễn mà rất là đáng nhớ đối với chú Hai. Và cũng hy vọng rằng quý mạnh thường quân tiếp tục ủng hộ cho chú Hai cũng giống như ủng hộ cho tiếng rao, ủng hộ cho show diễn cuộc đời cũng giống như tiếng rao vậy, để giúp cho những nhân vật của chúng ta có được một cái chương trình, một cái buổi biểu diễn, một cái gọi là lifetime show, một cái show diễn cuộc đời thật là đáng nhớ, thật nhiều kỷ niệm. Kính thưa quý vị các bạn, mọi chi tiết mọi người có thể liên hệ với một cái đầu mối duy nhất, đó là bạn Nga Xoài Chua, số điện thoại 0936 842 505. Dạ. Còn nếu quý vị các bạn có thêm thắc mắc gì, quý vị nhắn tin trên fanpage của Coleman nhé. Dạ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả. Show diễn cuộc đời. Ha